máy nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Tiếp tục lại series tiếp theo về dòng L05 chứ. L105 các bác ơi. Đó. Hôm trước em đã quay được mấy em rồi nhỉ? Ba em dòng 05. Hôm nay em sẽ quay thêm em L1285 này nhá các bác ơi. Quá đẹp luôn. Quá xịn sò luôn. Đó, em này là mới về luôn này. 285 hình như là em cứ về được em nào là bọn em bán hết em đấy luôn. Có khách vừa vào báo là máy chạy cực bền luôn. Có mỗi một nhược điểm duy nhất đó là chạy rất là chậm. Chạy khá là chậm ở trên đường. Còn đâu mọi thứ đều ok la luôn nhá các bác ơi. Đó. Em là 1285 siêu đẹp. Siêu đẹp luôn. Siêu xịn sò. Số cơ ben cơ toàn bộ và có cả trợ lái luôn. Đó. Đẹp quá. Đây, em sẽ đi phần lốp trước đi các bác ơi. Em này công mới về. Thì ký hiệu của nó là đây này. Ký hiệu là số 94 nhá các bác ơi. Đấy, số 94. Là số đúng là số lâm sinh của em luôn. Đấy, rất là hay, rất là có duyên của em này. Nhìn em này rất là đẹp luôn này. Đấy, em này thông số lốp trước 7-16 nhá các bác. Nhưng mà khá là nứt nhỉ. Nhìn nứt là cũng khá là mòn rồi. Được rồi, lốp trước không đẹp lắm. Lốp sau đi. Lốp sau đẹp hơn. Lốp sau 13.6-24 đây các bác ơi. Đó, chuẩn Nhật bãi luôn. Chuẩn Nhật bãi luôn nhá. Lốp chuẩn Nhật bãi. Đó, rất là xịn. Các bác hay rất là hay tìm mua cái dòng lốp BS. BS là lốp Nhật nhá các bác ơi. Nhưng mà lốp bãi thì bọn em không mấy khi bán đâu. Để lắp máy nhà thôi, không bán. Đó. Đôi lốp, bốn lốp đều đấy. À đâu, hai lốp sau đẹp nhưng mà hai lốp trước thì nứt hơn, mòn hơn rồi. Đấy. Cho các bác xem phần đùi luôn này. Phần đùi của em nó đây. Đùi đẹp luôn, đùi thẳng, đẹp. Đó, nguyên zin như này, về nguyên đầy đủ từ kiếm, từ rằng, từ tăng cầy, từ đuôi cá, đầy đủ luôn. Ghi hết cả số vào đây này các bác này. Nhìn nó giống cái mực phấn nhưng mà nó là sơn á, không tẩy xóa được nhá. Đó. Tất đấy, đến cả cái rè nhỏ này nó cũng ghi luôn này. Đây hôm nay nó lại ghi số khung gì ở trên cái mái này này. Đèn nước đầy đủ luôn này các bác ơi. Đó. Em này chắc là kéo phải tầm 6m7 đó. 94. Bình thường cái công mới này là bọn em nhập công mới, còn những công khác nó HA á thì là công bọn em hay nhập. Lần này bọn em chuyển sang nhập công mới này. Đó. Máy cho các bác thay đổi luôn này. Đây. Đẹp quá. Em này sẽ kèm cho các bác một cái mái che gọi là mái che nguyên bản. Khung nguyên bản luôn. Khung nguyên bản luôn nhá các bác ơi. Cực kỳ chắc chắn luôn. Chắc chắn. Đẹp quá. Mà em này các bác có thể chế theo kiểu như là mình sẽ làm theo một cái cabin ấy. Đóng hết các thứ vào cho kín này. Tránh mưa, tránh gió này cho các bác này. Đó. Lãi luôn một cái khung này rất là đẹp luôn nhá các bác ơi. Đây em này sẽ có trợ lực lái. Số cơ ben cơ trợ lái luôn. Xịn sò cực kỳ đấy. Đến cả cái phần này nó cũng ghi hết này. Đấy. Đây em sẽ lên xem cho các bác số 9 của nó đây. Số 9, 4 tốc độ. Nâng hạ phay đây. Số cái phần số chính bên tay cầm này như này luôn này. Đấy. BTO sẽ là có 4 tốc độ nhá. Em sẽ bật nó lên xem. Đấy, đèn rất đầy đủ. Thì nhớ các bạn ý để luôn cho em. Đây, hơn 700 dòng. Mắc bình dầu đây này. Mái che thì có mỗi một cái lỗi nhỏ là nó đang bị rách ở đây thôi. Mình xử lý được nhá các bác ơi. Không ảnh hưởng gì luôn. Xem còn gì không? Còi. Em này chắc hỏng mất còi rồi. Buồn xin nhan, ok. Đó. Em sẽ tắt nó đi. Rồi. Đấy, em đã chờ các bạn đi đánh đổ lên cho các bác xem nhá. Luôn.
cho các bác, để giới thiệu cho các bác về động cơ của nó luôn. Đó, động cơ siêu đẹp luôn này, cực đẹp cực kỳ. Đó. Đây, phần ống khói sẽ được chạy dọc ra như này luôn này. Đấy. Ống khói rất là gọn gàng. Ống khói của dòng 05 rất là gọn gàng luôn này các bác. Máy đẹp lắm. Ôi, đến cái dây Cura nó vẫn còn rất là rõ này các bác này. Số nó vẫn còn rõ nguyên này. Máy Nhật đẳng cấp luôn ấy. Đấy. Bình thường cái số này có mà mờ bay tứ phía rồi, không còn số má gì nữa mà. Em này nhìn vẫn rất là rõ nét này. 43 này đấy, xịn xò cho các bác ơi. Đó. Quá là đẹp đẳng cấp công của nó đây. 3 máy nhá. À em này 4 máy trước. 4 máy. 285 4 máy nhá các bác ơi. Đẹp cực kỳ. Đấy. Cho các bác xem phần cầu trước này. Đây cầu trước của nó đây các bác này. Đấy, cầu trước khô ráo. Cực kỳ khô ráo chắc chắn luôn. Rồi. Ok đấy. Ôi em này kết thế. Em này kết thật. Kết lắm các bác ạ. Đây. Phần cầm của nó đây. Quay chi tiết phần cầm cho các bác luôn này. Bao zin cho các bác từ con ốc một luôn. Mặc định luôn cho các bác thế nhá. Đấy các bác muốn tham khảo những cái em tầm trung như thế này. Mã lực lớn. Giá vừa tầm thì tham khảo em này nhá các bác ơi. Đấy. Rồi. Đã động cơ của nó đây này. Rồi. Đó. Rồi các bác ơi. Em quay sơ bộ em L1285 cho các bác đấy. Chỉ một từ thôi, quá chất luôn các bác ạ. Đó. Thì các bác quan tâm đến em nó thì có thể liên hệ trực tiếp bên em hoặc là để lại số điện thoại em sẽ liên hệ lại cho các bác nhé. Em sẽ báo giá rồi các thứ cho các bác luôn. Đó, bởi vì em xin phép là không báo giá trên mạng nhé các bác ơi. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây nhé các bác. Xin chào tất cả mọi người nhé.